có nói một câu về sắp sửa cái trong tương lai sẽ có một cuộc dân chủ hóa tại Việt Nam, có nghĩa là lúc đó đó là bên chính quyền Việt Nam bây giờ không chấp không không coi như là sẽ không còn là độc đảng cộng sản nữa, hay là sẽ là có một cuộc đổi mới, hay là đảng cộng sản chủ trương là mở rộng ra. Tôi xin đính chính một chút, không nói là trong tương lai sẽ có cái cuộc dân chủ hóa thì nói như thế, tuy nhiên nó thành ra một cái gì đó ập đến, cái đó tôi không nói như vậy. Tôi muốn nói là gì, quá trình dân chủ hóa đang từ từ đang từ từ, và đến lúc nào nó hoàn cảnh nào nó phù hợp thì nó sẽ tự nó sẽ đi theo cái hướng, tôi cho là hướng nó sẽ là phát triển như vậy. Có một cái câu hỏi như thế này là một số các mạng điện tử ở hải ngoại của các một số báo hay là một bị, tôi không muốn nói tên ra, thì có một cái trang mạng nói rằng là ở trong nước Pháp, nhưng mà khi tôi điều tra ra đó, tôi nói thành thật đấy đó, khi tôi điều tra ra thì tôi biết tại vì họ không trả tiền thằng nó thì họ bị đóng. Thì cũng có thể là có những cái trang mạng không phải là do chính quyền chủ trương, mà cũng có thể có nhiều người họ không, họ cực đoan quá, họ ghét, họ phá cái anh này thì cũng có. Thì như vậy tôi hỏi thăm lại, trong trường hợp ở cái mạng internet trong nước hiện tại là sao, mà chính quyền có kiểm soát mạng internet, người dân có được thoải mái sử dụng hay không? Ông đề cập đến internet thì tôi phải nói thế này, Việt Nam hiện nay tuy là cái nước chưa phát triển, nhưng theo thống kê đến tháng 12 năm 2010 đó, là toàn thể Việt Nam có khoảng 26.800.000 người sử dụng internet. Anh cứ nhân lên với cái số ở 86 triệu dân thì sẽ thấy là cái số người sử dụng internet ở Việt Nam là loại cao, 31.11% trong dân số là sử dụng internet, là tiếp cận với internet. Đấy. Trong đó có 1.500.000 cái Facebook, cái cá nhân, Facebook. Đã. Thì nói như vậy để nói là nhà nước có cấm không? Nếu cấm thì đã không có cái như vậy. Và ở Việt Nam đó là cái nước mà hiện nay cái người ta nói là các cái này là các cái viện gọi là thống kê đó, nó nói là cái tốc độ phát triển internet ở Việt Nam là và lại nhanh, lại cao hơn thế giới. Thì nói như vậy. Tuy nhiên phải nói thêm điều này là cũng như tất cả các nước khác thôi, thông tin trên internet cũng phải khách quan, phải trung thực. Và có một điều gọi là gì? Vì các anh biết rồi, thông tin nó có tác động rất mạnh đến dư luận. Thì không thể để cái thông tin mà nó có hại đến cái thuần phong mỹ tục của người Việt. Có thể có những cái hợp với người Mỹ, nhưng bây giờ ở Việt Nam mình không hợp. Thì không thể để nó tràn lan, cái đó các cháu suốt ngày nó mở xem cái chuyện bạo lực, xem cái chuyện là sách, xem cái chuyện này chuyện kia. Thì rõ ràng mình phải ngăn chặn cái chuyện này. Thì tôi nói là mình không cho phép những cái. Tất nhiên còn làm không làm như thế nào nó cũng là không phải dễ đâu, đúng không? Thế thì cái gì? Những cái thông tin mà nó xâm phạm đến an ninh quốc gia thì cái đó cũng là cái điều mà nhà nước cấm, mà cái này công khai cấm, nó không phải chỉ có Việt Nam cấm, nước nào cũng cấm. Không thể vì trong cái tình mạng mà kêu gọi lật đổ cái chính quyền đương thời, không thể người ta ai chấp nhận cả. Vì Hoa Kỳ ông hỏi bất kỳ người nào cũng không ai cho phép cái chuyện này. Đấy, có anh nói chuyện khác. Thì tôi muốn nói như vậy là bao giờ có hai mặt. Nhà nước khuyến khích nhân dân mở mang dân trí, nên nó khuyến khích cái chuyện là sử dụng internet, nhưng sử dụng internet không phải để làm những cái chuyện mà như tại tôi vừa nói là tuyên truyền, truyền bá cái đổi trị, truyền bá cái bạo lực, rồi truyền bá những cái chuyện là chống lại cái chế độ đương thời, rồi truyền bá cái chuyện những cái chuyện mà tôi nói ví dụ như là khủng bố này, thì tất nhiên là không thể được. Chắc ông biết chúng tôi có cái mạng KBC hải ngoại thì không biết quý ông đánh giá cái mạng này như thế nào. Thế nhưng mà đó, tôi ngạc nhiên là cái số người vào thăm đó thì quá 50% là từ trong nước, từ trong Việt Nam. Đó là thứ nhất. Thứ hai là có một người, ông ta lẽ nhiên chúng tôi biết là IP biết hết, nhưng mà ông ta nói rằng ông bỏ một cái comment lên, ông hỏi dám đăng không, tôi đăng hết, tôi đăng lên để cho mọi người coi. Đó thì là tôi không dám tự hào là chúng tôi nghĩa là làm sự thật, nhưng mà tôi rất công nhận rằng là ít ra trên 50% những người vào thăm mạng KBC hải ngoại của chúng tôi là từ trong nước. Thế thì tôi xin chúc mừng chúc mừng ông. Cái thứ hai là qua cái điều này cũng nói lên là nhà nước không có cấm như này. Không, nếu cấm thì người ta đâu có vào được cái mạng của ông, mạng hải ngoại mà. Không, thì đấy riêng cái đó không nói lên cái điều là gì. Nếu cái mạng của ông mà phát đi những cái tin trung thực
thì cái người đến với ông sẽ đâu? Khách quan trung thực. Đó. Đó. Và cái thứ hai là đấy. Nhưng mà tôi đã kích chính quyền dữ lắm. Không. Ông đã kích không, tôi nói thế này này. Tôi nói này, nếu anh dùng từ đã kích được, nhưng mà bây giờ tôi nói thế này. Nếu mà mình làm gì nó có cái tâm, mình muốn cho chính quyền nghe những cái mình góp ý để làm sao tốt hơn, để phù hợp hơn với những cái nguyện vọng của dân, thì tôi nghĩ là cái đó nhà nước cũng hoan nghênh. Còn tất nhiên sửa như thế nào hay là làm gì thì nó phải có thời gian, nó phải có nhiều cái điều kiện khác nhau. Chứ nói cái tôi làm ngay được thì không phải như vậy. Một câu hỏi cuối cùng cho ông Tổng lãnh sự trước khi ông về lại bên Việt Nam. Thì chúng tôi có chủ trương rằng lúc nãy chúng ta đã nói chuyện rất nhiều về vấn đề mà cởi mở, vấn đề thông cảm, vấn đề mà nói ra được những cái điều mình muốn nói thì mới cái tìm được một cái sự rất là cảm thông. Thì ông có dự trù giống như các quốc gia ở Á Châu đó, đã từng có những cái mời những phái đoàn báo chí Việt Nam hoặc báo chí ngoại quốc để tới thăm viếng của các chính quyền của họ. Thì chính quyền Việt Nam trong tương lai ông nghĩ rằng sẽ tới một cái giai đoạn đó hay không? Anh nói cái điều này là một cái điều tôi đã nung nấu từ có lẽ là từ 1-2 năm nay. Tôi đã đặt vấn đề và chúng tôi đã có cái trong đầu đã có cái dự tính. Tôi muốn mời một cái đoàn báo chí truyền thông ở cái khu vực miền Tây này, đặc biệt là khu vực của cái tiểu bang Cali này. Trong đó về nó là mời các cái hãng truyền thông, các cái hãng truyền thông và các cái đài hoặc là những cái báo để về Việt Nam để tổ chức một cái chuyến đi để các vị trong giới truyền thông đó được tận mắt chứng kiến, và không có loại trừ một cái lĩnh vực nào, kể cả những tờ báo chống cộng, kể cả những tờ báo chống cộng, nếu các ông ra có thể là nói là có ý muốn đi, nhưng với một cái điều kiện cũng hết sức là tôi rất thẳng thắn và rất là tôi nói theo cách rất là rõ ràng thôi, là với cái điều kiện là các anh đi cái tham gia cái chuyến đi đó tôi hoan nghênh, nhưng với một điều kiện là khi mà phản ánh thì chỉ có hai cái điều kiện: một là trung thực và hai là khách quan. Nhưng cái gì chúng ta được thấy, chúng ta được nghe đó, để truyền tải được cái thông tin xác thực về đất nước đó, cho bà con cộng đồng ở đây, kể cả cho những người bạn Mỹ nữa, người ta hiểu về đất nước Việt Nam, thì đó là cái chúng tôi đang muốn. Tôi nghĩ rằng là bây giờ thì thời gian nó cũng không cho phép để mà tiếp tục thực hiện cái mong muốn đó, thì tôi cũng sẽ bàn giao lại với ông kế nhiệm của tôi để tiếp tục cái này. Nhưng mà cái này thì cũng muốn là có cái sự tham gia của tất cả các vị ở đây. Tổng lãnh sự là sau 1 giờ đồng hồ, đúng là làm việc với nhau có nhiều câu hỏi nữa, chúng ta có thể trao đổi tầm gì khác. Nhưng mà nhân đây thì cũng xin tiết lộ thêm là chúng tôi có mời thêm hai cơ quan báo chí là cơ quan báo Người Việt với lại VSNTV cũng tham gia với chúng ta trong cái dịp này, nhưng mà phút cuối thì có một số lý do họ không có tham gia. Nhưng đây là một cái thành quả lớn mà chúng ta đã làm được. Cảm ơn ông Tổng lãnh sự và xin ông có một cái đúc kết là cái cuộc nói chuyện của chúng ta hôm nay thế nào. Tôi rất cảm ơn cái truyền thông báo chí các anh đã chủ động đặt vấn đề để tôi được phát biểu với bà con ở đây. Phải nói là sau 3 năm công tác tại cái địa bàn này với tư cách là Tổng lãnh sự thì tôi đã có nhiều dịp đi nhiều và cũng tiếp xúc nhiều với bà con. Tôi tiếp xúc từ những cái người làm ăn thành đạt thành các cái đại gia, những người làm ăn chưa thành đạt, những người hiện nay đang còn khó khăn, đang còn thất nghiệp, và kể cả một số bà con vô gia cư, tôi cũng đã đến, đã thăm, đã tặng quà. Vô gia cư sống thật sự là nói là sống ở ngoài trời đó. Và qua đây tôi có hiểu được một cái điều. Bà con ta thì mỗi người mỗi hoàn cảnh. Trong nước sang đây cũng một hoàn cảnh cũng khác nhau. Có người cũng rất khó khăn. Có người cũng có những số phận cũng rất là cay đắng. Tôi rất hiểu, rất thông cảm. Và đến nay sau bao nhiêu năm bươn trải ở đây, có những người đã thành đạt, có những người chưa thành đạt, có những người đang còn rất là nghèo, rất là khó khăn. Nhưng mà cái điều tôi cảm nhận được là tất cả những cái người mà tôi gặp thì đều toát ra một cái điều là cái tình cảm của bà con với quê hương, với đất nước. Và cái này làm tôi rất là xúc động.
tôi gặp một cái người vô gia cư, tôi có hỏi là thế tôi cũng xưng là thế em sao có ở đây như thế này hoài, sao chịu được à, sao không về nước? Là đại ca, em muốn về lắm, nhưng bây giờ em về em không có mặt mũi nào với bà con trọ sau đấy. Sang đây mấy chục năm, má em cứ tự hào, ông bà em cứ tự hào, em sang đây là bây giờ sang Mỹ di tản, sang Mỹ chắc là bây giờ nó cũng làm ăn giàu có gì kia. Bây giờ em là vô gia cư, trên tay trên răng, nó bảo trên răng mà dưới dép. Bây giờ em về em nói làm sao, anh nói làm sao, nhục lắm. Tôi nghe cái đấy tôi hết sức là kính trọng, tức là có lòng tự trọng, nó có lòng tự trọng. Và tôi nghĩ rằng là đây là cái mà bà con mình đã, người Việt mình đã. Cái đó là cái tôi rất là đánh giá rất cao. Từ cái người vô gia cư rất tự trọng. Đại ca, thì làm kiếm đủ tiền mới về, chứ bây giờ em về thế này không được. Mặt mũi nào nhìn thấy bà con, mặt mũi nào nhìn thấy bà mẹ em, bà cứ đi đâu mà cũng khoe, tôi còn con thì đang sống ở Mỹ, cái ngon lành. Thì qua cái này tôi chỉ nói thế, đấy là cái tầng lớp thấp nhất cho xã hội thôi. Họ cũng lo học tự trọng. Thì ở đây tôi cũng rất mong bà con mình luôn luôn có một cái tự trọng. Tự trọng là gì? Mình là người Việt Nam. Mình làm gì làm, phải tự tôn dân tộc. Phải là giữ được cái bản sắc, cái cốt cách của người Việt Nam. Và cái cộng đồng mình phải đoàn kết lại. Mình muốn có một cái vị trí ở cái nước Hoa Kỳ này, tôi nói cả nước khác cũng vậy thôi. Thì mình phải gắn bó với nhau, phải đoàn kết với nhau. Chứ mình cứ đấm đá nhau suốt ngày nội bộ cái này, thì không bao giờ được nể trọng người ta. Nó thật sự là không bao giờ nể trọng. Chính quyền đây thì người ta cũng coi thường mình, vì sao? Đấm đá lẫn nhau. Các cái vụ đây thì tôi rất dài cay, rất dài. Madison Nguyễn ở trên kia, rồi District Việt Nam, rồi Little Sài Gòn, chuyện nó nhỏ như móng tay thôi. Đủ thứ trên đời, tôi bảo cái cộng đồng chúng mày tao không hiểu nổi, chúng mày diệt lẫn nhau. Rồi cuối cùng là đấm đá lẫn nhau là gì? Là chia phiếu của nhau, cùng người Việt không ai vô hết, đúng không? Bây giờ tức là gì? Bây giờ nó có một cái hiện tượng là gì? Trước đây mình cũng mừng là có một số vị đã vào dân biểu chỗ này, chắc bây giờ nó mất dần đi. Vì sao? Mình bản thân mình không tập trung nhau đưa, thì tự nhiên các cộng đồng khác nó đưa người lên thôi. Thì cái đó là cái, nó sẽ ảnh hưởng đến cái vị trí, cái chỗ đứng, cái chính trị của cái bà con của mình, và thiệt hại cho cái lợi ích của mình. Bởi vì ít ra người Việt có chân trong đứng, họ sẽ đấu tranh vì cái quyền lợi của chúng ta nhiều hơn nhé, hơn là người Phi, hơn là cái người Mễ nhé, không? Đấy, thì cái đó tôi nói thật thật có nhân dịp năm mới đã xuống đây được tiếp xúc với bà con, được tiếp xúc với anh em trong cái truyền thông, tôi chỉ xin nói một điều là bà con mình hãy đoàn kết lại với nhau. Hãy hướng về đất nước, hãy đưa cái tự tôn dân tộc lên trên hết, đưa cái tổ quốc lên trên, đưa cái đất nước mình lên trên hết, quyền lợi dân tộc lên trên hết. Và từ đó thì tất cả những cái gì khúc mắc, những cái gì nó là cái chưa thông cảm lẫn nhau thì có lẽ sẽ vượt qua được tất cả. Nếu chúng ta đặt cái lợi ích cao nhất là tối thượng là lợi ích của dân tộc. Thì nhân dịp năm mới, tôi xin gửi lời chúc mừng một năm mới an khang, thịnh vượng đối với tất cả các bà con. Xin cảm ơn.